Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Trump kể về trải nghiệm siêu thực khi bị bắn, nói rằng ông lẽ ra đã chết. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, sau vụ ám sát hụt gây xôn xao dư luận thế giới, ông Donald Trump đã chia sẻ trải nghiệm cực kỳ siêu thực khiến ông suýt chết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyến bay tư nhân với Milwaukee cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng ông ấy chưa từng thấy điều gì như vậy. Ông ấy gọi đây là một điều kỳ diệu. Ông Trump nói, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng tôi lẽ ra đã không ở đây, lẽ ra tôi đã chết. Cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ ông có lẽ đã chết nếu không quay đầu nhẹ sang bên phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp. Vào lúc sự kiện xảy ra, lẽ ra đó là một phát súng chết người, nhưng thay vào đó lại là một phát súng trúng tay nhỏ của ông Trump. Ông Trump nói rằng các nhân viên mật vụ đã đưa ông ra khỏi sân khấu và ông vẫn muốn tiếp tục phát biểu với những người ủng hộ, nhưng các nhân viên nói rằng tình hình không an toàn và họ phải đưa ông tới bệnh viện. Cựu Tổng thống Mỹ ngạc nhiên trước cách các đặc vụ bay đến, như thể là họ là các linebacker, một vị trí trong môn bóng bầu dục, chỉ những người chơi bóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự tấn công của đối phương. Ngay khi vụ nổ súng xảy ra, ông bắt đầu cởi cúc áo sơ mi dài tay màu trắng của mình để lộ một vết bầm lớn trên cẳng tay phải. Ông cũng khen ngợi các nhân viên mật vụ vì hành động anh hùng của họ và việc họ đã bắn hạ kẻ nổ súng. Họ đã bắn hạ hắn ta bằng một phát súng ngay giữa hai bên mắt. Họ hành động thật sự ấn tượng, tất cả điều này khó tin với chúng ta, ông Trump nói. Ông Trump cũng chia sẻ về bức ảnh ông giơ nắm tay lên với lá cờ Mỹ ở phía sau khi các nhân viên mật vụ đưa ông khỏi sân khấu và rời đi trên một chiếc SUV bọc thép. Rất nhiều người nói đó là bức ảnh kinh điển nhất họ từng thấy, họ đã đúng và tôi đã không chết. Thường thì người ta phải chết để có một bức ảnh kinh điển, ông Trump nói, và chia sẻ thêm rằng, tôi chỉ muốn tiếp tục phát biểu nhưng tôi đã bị bắn. Ông Trump cũng cho biết, bác sĩ tại một bệnh viện địa phương nói rằng ông chưa từng chứng kiến bất kỳ ai sống sót sau vụ bị bắn bởi một khẩu súng trường AR-15. Tay súng mua 50 viên đạn ngay trước vụ mưu sát ông Trump. Tờ The Guardian dẫn nguồn tin từ một quan chức hành pháp cấp cao của Mỹ ngày 15 tháng 7 cho hay, vài giờ trước vụ tấn công nhằm vào ông Donald Trump, nghi phạm Thomas Matthew Crooks đã mua 50 viên đạn tại một cửa hàng địa phương. Giới chức trách nói rằng trong vụ tấn công này, nghi phạm hành động một mình và sử dụng súng của cha mình. Cha của Crooks sở hữu hợp pháp hơn 20 khẩu súng. Khi các nhà điều tra khám xét thi thể của nghi phạm, họ tìm thấy một máy bay phát tín hiệu. Trong khi khám xét xe của nghi phạm, họ phát hiện một máy bay có thu dây dẫn và hộp kim loại chứa chất nổ, ghi nhận từ báo Dân Trí. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem liệu chiếc điều khiển từ xa được kết nối với thiết bị nổ trong xe của nghi phạm có phải là một phần của âm mưu ám sát hay không. Một giả thuyết mà các nhà điều tra đang xem xét là liệu kẻ xả súng có ý định kích nổ trong xe để đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý nhân viên an ninh khỏi vị trí nổ súng và hướng tới vụ nổ hay không. Các nguồn tin đưa ra giả thuyết rằng việc kẻ xả súng bị 10 người dân phát hiện và đối mặt với một sĩ quan cảnh sát địa phương đang cố gắng tiếp cận mái nhà nơi hắn ẩn nấp có thể đã khiến anh ta đẩy nhanh kế hoạch của mình và bỏ qua thiết bị đánh lạc hướng. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy khoảng một vài phút trước khi vụ nổ súng xảy ra, một người trong sự kiện của ông Trump đã báo động cho cảnh sát khi nhìn thấy một thanh niên khả nghi bò trên nóc nhà. Một nhân viên an ninh được cho là đã tìm cách tiếp cận tay súng nhưng đành bỏ cuộc khi hắn chỉ súng đe dọa. Vụ nổ súng xảy ra rất nhanh sau đó khiến ông Trump bị thương ở tay phải, khiến một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương. Lính bắn tỉa ở nóc nhà phía đối diện đã bắn hạ tay súng chỉ bằng một phát đạn. Nóc nhà nơi tay súng ẩn nấp và thực hiện vụ tấn công ước tính cách buộc phát biểu của ông Trump chưa đầy 150m. Cơ quan mật vụ Mỹ đã không rà soát ngôi nhà này, thay vào đó dựa vào cơ quan thực thi pháp luật địa phương kiểm tra an ninh tại địa điểm đó. Tại cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI vào hôm 14 tháng 7 nhận định, nghi phạm đã hành động một mình khi tìm cách ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử. Nghi phạm được cho là sử dụng AR-15, một trong những loại súng phổ biến và chết chóc nhất ở Mỹ. Loại súng này có tầm bắn hiệu quả khoảng 450-750m. Do là súng trường dân sự bán tự động, nó chỉ có thể bắn một phát một, không có chế độ liên thanh như súng quân dụng. Nạn nhân qua đời vì che đạn cho gia đình trong vụ ông Trump bị mưu sát. Thông tin từ báo điện tử Dân Trí. Corey Comperator, người thiệt mạng trong vụ ám sát ông Trump cuối tuần trước, đã lấy thân mình để che viên đạn cho gia đình.
Theo một người bạn lâu năm, Corey Corporator, 50 tuổi, tham gia một cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 cùng gia đình khi nghi phạm nổ súng và viên đạn bay qua ông Trump. Corporator đã lao mình che đạn cho các thành viên trong gia đình. Ông đã thiệt mạng sau đó. Chị gái của ông Corporator, Tao Corporator Schaffer, đã xác nhận danh tính của ông trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 14 tháng 7. Chúng tôi chứng kiến em mình qua đời trên bản tin. Sự thù ghét của một người đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông mà chúng tôi yêu thương, bà nói trong nước mắt. Ông Corporator ở Shaver, Pennsylvania, có hai con gái, Allison, 27 tuổi, và Kaylee, 24 tuổi, và chắc chắn là một người đàn ông của gia đình, theo một người bạn lâu năm, Jeff Lauer, 63 tuổi. Ông Lauer và ông Corporator là những người lính cứu hỏa tình nguyện. Ông Lauer cho biết bản năng nhanh nhạy của ông Corporator dường như phát huy tác dụng trong vụ nổ súng. Ông Lauer cho biết ông biết được câu chuyện đó từ vợ của ông Corporator, bà Helen. Ông Lauer nói, là một lính cứu hỏa tình nguyện, bất kể bạn đang làm gì, khi tiếng còi vang lên, bạn sẽ đi và làm những gì bạn cần làm. Chúng tôi chưa bao giờ coi mình là anh hùng, nhưng hôm qua, hành động của ông Corporator chắc chắn là như vậy. Tại sự kiện, tiến sĩ James Switland, bác sĩ cấp cứu có mặt tại sự kiện, đã lao tới giúp đỡ ông Corporator sau khi ông bị bắn. Ông cho biết, khi đó ông Corporator đang nằm trên vũng máu và có hai người đã giúp đỡ ông lên ghế để hô hấp nhân tạo. Một người khác đã cố gắng chặn lên vết thương của ông Corporator, nhưng bác sĩ Switland nói ông không có mạch đập. Hai vệ binh quốc gia của bang Pennsylvania đã giúp ông Corporator lên cáng. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, đảng viên đảng Dân Chủ, ngày 14 tháng 7 cho biết ông Corporator đã qua đời như một người hùng. Hai người đàn ông khác bị thương trong sự kiện và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Allegheny ở Pittsburgh. Cảnh sát bang Pennsylvania xác định những người bị thương là ông David Dutch, 57 tuổi, ở bang New Kensington, Pennsylvania, và ông James Copenhaver, 74 tuổi, ở Moon Township, Pennsylvania. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết cả hai đều đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng ổn định. Người thứ tư bị thương trong vụ tấn công là cháu trai của nghị sĩ đảng Cộng Hòa Ronnie Jackson của Texas, người là cựu bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump. Bác sĩ Jackson đã viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X rằng một viên đạn đã sượt qua cổ cháu trai ông. FBI công bố danh tính thủ phạm bắn ông Trump tại sự kiện tranh cử ở Butler. Các nguồn tin từ CNN và AP xác nhận rằng Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi từ Battle Park, Pennsylvania, là thủ phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện tranh cử ở Butler. Abby Phillips của CNN cho biết FBI đã xác định được nghi phạm, một thanh niên 20 tuổi, nhưng động cơ của hành động này vẫn chưa được tiết lộ. Cơ quan điều tra Mỹ khẳng định Crooks không có mối liên hệ nào với nước ngoài. Báo Người Lao Động đưa tin, Crooks đã sử dụng súng trường ngắm bắn ông Trump từ một nóc nhà máy cách hiện trường khoảng 100m. Sau khi bị phát hiện, Crooks đã bị lực lượng mật vụ Mỹ tiêu diệt ngay tại chỗ. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra rằng Crooks mua khẩu súng tại Pennsylvania, nơi cho phép sở hữu loại vũ khí tấn công tầm xa này. Anh ta cũng mặc áo phông với biểu tượng của kênh YouTube Demolition Range, chuyên về vũ khí. Đặc vụ FBI Kevin Rochette cho biết, vụ tấn công đã cấu thành hành vi ám sát và không còn mối đe dọa nào được xác định. Cảnh sát Pennsylvania đang tiếp tục điều tra để xác minh danh tính các nghi phạm khác liên quan. Việc ám sát ông Trump đang gây ra làn sóng tranh cãi và lo ngại trên chính trường Mỹ, đặc biệt là các lãnh đạo và cộng đồng chính trị. Theo đài CNBC, đảng Dân Chủ đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc của ông Trump về việc đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden và các thành viên đảng Dân Chủ khác về vụ nổ súng. FBI cũng kêu gọi công chúng cung cấp mọi thông tin có liên quan để giúp điều tra vụ ám sát này. Theo Reuters, đây là vụ ám sát đầu tiên tại Mỹ nhằm vào một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ khi Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát hụt vào năm 1981.